vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Ngọc Trâm cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BYN TV 57.3. Sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Kính thưa quý vị, mở đầu với một tin từ Hoa Kỳ, tin từ Los Angeles. Chiếc máy bay siêu thanh Hypersonic có thể bay từ Los Angeles tới New York dưới một tiếng đồng hồ, có thể sẽ tiến thêm một bước gần tới hiện thực hơn nếu nó có thể vượt qua cuộc thử nghiệm chính vào ngày thứ ba. Chiếc máy bay S-51A Wayfarer, một chiếc máy bay không người lái có thể bay với vận tốc 3.600 mph một giờ. Trong cuộc thử nghiệm ngày thứ ba, chiếc máy bay này sẽ được cất cánh từ một cánh máy bay B-52 ở trên vòng trời của biển Thái Bình Dương. Để đạt được điểm đậu cho cuộc thử nghiệm, chiếc S-51A phải bay với vận tốc 3.600 mph một giờ và giữ vận tốc này trong 300 giây. Theo ước tính, chiếc máy bay này có thể bay từ đông sang tây của nước Hoa Kỳ vỏn vẹn 46 phút. Ông Robert Mercier, phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ, vui mừng vì sự đạt được vận tốc này cũng như là khi máy bay chuyển từ dùng chòng chống qua dùng phản lực. Ngoài việc áp dụng cho kỹ nghệ chuyên chở hành khách, sự thành công của chiếc máy bay này có thể đưa tới nhiều áp dụng khác trong quân đội. Vào tháng 6 năm 2011, một chiếc máy bay tương tự đã không thành công trong cuộc thử nghiệm khi nó đã không bay với vận tốc quy định. Ngũ giác đài nói họ đã chi khoảng 2 tỷ Mỹ Kim cho sự phát triển kỹ nghệ siêu thanh trong thập niên qua. Đây không phải là chiếc máy bay đầu tiên có thể đạt được vận tốc quá 1.000 mph một giờ. Chiếc Concorde của hãng hàng không Pháp có thể bay với vận tốc 1.350 mph một giờ. Nhưng với vận tốc này, chiếc Concorde cũng phải mất gần 3.5 giờ để bay từ đông sang tây nước Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trở lại với tin bầu cử Hoa Kỳ. Obama và ông Romney chỉ trích lẫn nhau trong các kế hoạch khai thác năng lượng. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Mitt Romney đã tấn công và chỉ trích các kế hoạch khai thác năng lượng của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Nhân chuyến viếng thăm và vận động bầu cử tại khu vực sản xuất than đá tại thị trấn Billsville, tiểu bang Ohio, ứng cử viên Cộng hòa Romney nói rằng Tổng thống Obama đã ca ngợi các kế hoạch khai thác than đá thật tuyệt diệu và sẽ gia tăng các chương trình khai thác năng lượng, tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Tất cả những điều hứa hẹn từ Tổng thống Obama đều không đúng sự thật. Chính phủ Obama đang có những kế hoạch đóng cửa 6 nhà máy sản xuất than đá tại tiểu bang Ohio. Tổng thống Obama hứa hẹn sẽ tiếp tục các chương trình khai thác than đá nhằm phục vụ cho kỹ nghệ năng lượng. Ông Romney nói thêm, các điều hứa hẹn từ Tổng thống Obama sẽ là hoang tưởng và thực tế, người dân phải trực diện giá cả nhiên liệu phục vụ đời sống hàng ngày như xăng, điện và khí đốt sẽ gia tăng và phá giá kỷ lục. Ngay cả Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng phát biểu một cách vô ý thức, khai thác than đá còn nguy hiểm hơn cả khủng bố. Trong khi đó, tại tiểu bang Iowa, Tổng thống Obama nhấn mạnh mùa bầu cử năm 2012 quan trọng hơn mùa bầu cử tổng thống năm 2008. Đứng trước các cử tri tại thành phố Oskaloosa, Tổng thống Obama nhận định, Thống đốc Romney đã nói một câu thật buồn cười rằng bạn không thể thiết kế một chiếc xe hơi chạy bằng quạt gió khổng lồ được. Tổng thống Obama thật sự không hiểu câu nói ngộ nghĩnh đó và chỉ biết rằng Thống đốc Romney lái một chiếc xe với một chú chó nho nhỏ đang ở trên nóc xe. Nếu Thống đốc Romney muốn biết nhiều về cách vận hành của sức gió tạo ra năng lượng, hãy đến tiểu bang Iowa để học hỏi. Tiểu bang Iowa đứng đầu Hoa Kỳ trong kỹ nghệ thiết kế và sản xuất các máy phát điện bằng sức gió với hơn 6.000 công nhân. Thưa quý vị, quay sang một tin khác từ Hy Lạp. Tình trạng kỳ thị người di dân ở Hy Lạp, tin từ Athens. Một hiệp hội công nhân di dân nói rằng, việc cảnh sát gia tăng các biện pháp bắt bớ người di dân bất hợp pháp là hành động chế thêm dầu vào lửa. Ông Javier Aslam là chủ tịch cộng đồng Pakistan Hy Lạp và là hội viên của Hiệp hội Công nhân Di dân nói rằng, các vụ tấn công người di dân trong 3 năm qua đã gia tăng cường độ và sự tàn ác. Chỉ riêng trong tháng trước, đã có 20 người bị đâm phải đưa đến bệnh viện. Trong 6 tháng qua, đã có 500 người di dân bị thành phần phát xít tấn công. Ông Javier Aslam đã tới Hy Lạp trong năm 1996 và làm thông dịch viên cho các bệnh viện ở Athens. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nói rằng, các vụ tấn công người di dân đã gia tăng sau khi nhóm Bình Minh Vàng có chủ trương cực hữu đã chiếm được 7% số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Trong ngày Chủ nhật, một thanh niên Iraq đã bị 5 người tấn công đâm chết. Trước đó, một văn phòng của đảng Bình Minh Vàng bị đốt và bị hư hại nhẹ. Trong tháng này, cảnh sát Hy Lạp đã mở chiến dịch Xenios Zios, càng bắt khoảng 1.650 người ngoại quốc không có đầy đủ giấy tờ.
Ông Aslam nói, chiến dịch của cảnh sát đang làm mọi công nhân di dân lo sợ. Hy Lạp đã trở thành cửa ngõ di dân chính của người Á Châu và Phi Châu muốn tới Âu Châu. Khoảng 130.000 người đã qua biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi năm. Nền kinh tế suy thoái, nạn thất nghiệp phi mã của Hy Lạp đã tạo nên sự kỳ thị đối với người di dân. Ai Cập mở cổng biên giới Rafah, tin từ Rafah. Ai Cập đã mở cửa cổng biên giới Rafah lần đầu tiên kể từ ngày 5 tháng 8, sau khi dân quân tấn công một đồn biên phòng, làm 16 cảnh sát tử thương. Cổng Rafah mở cửa giúp hàng ngàn người Palestine bị kẹt có thể trở về nhà và những người thăm viếng thân nhân trong mùa lễ Ramadan có thể rời dải Gaza. Trong ngày thứ 6 tuần trước, Ai Cập mở cổng biên giới nhưng chỉ cho người qua dải Gaza, không cho người từ dải Gaza qua Ai Cập. Theo một viên chức Hamas, Ai Cập sẽ mở cổng biên giới 3 ngày vì lý do nhân đạo, để người bị bệnh có thể qua Ai Cập chữa trị, sinh viên qua Ai Cập du học. Bình thường, cổng Rafah thường qua lại khoảng 800 người một ngày. Cổng này là cửa ngõ duy nhất để người dân dải Gaza đi ra thế giới bên ngoài. Bà Mona Khaled nói rằng, mở cổng biên giới là một sự giúp đỡ rất lớn. Nhiều người đã đi làm ở Ả Rập Thống Nhất Emirates, Qatar, Saudi Arabia và nhiều nước khác trở về. Nếu cổng Rafah không mở cửa, thì họ không thể nào đi làm việc trở lại. Hamas kiểm soát dải Gaza đã bác bỏ tin tức cho rằng dân quân Palestine đã vượt biên giới tấn công cảnh sát Ai Cập và nói rằng đóng cửa biên giới là hành động trừng phạt tập thể. Ông Salah al-Hamad đi qua biên giới nói, ông ta không tin có người Palestine nào tấn công cảnh sát biên phòng Ai Cập. Sinh viên Issaer Sadek nói, việc đóng cổng biên giới bất ngờ đã làm cô không thể đi học những ngày đầu tiên của học kỳ. Thưa quý vị, cập nhật tình hình chính trị ở Syria. Cựu Thủ tướng Hijab tuyên bố, chế độ al-Assad chỉ còn kiểm soát 30% lãnh thổ, tin từ Amman. Cựu Thủ tướng Riyad Hijab đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ ngày từ bỏ chế độ al-Assad chạy qua Jordan. Qua cuộc họp báo ở thủ đô Amman trong sáng nay, ông Hijab nói rằng ông ta không bị cách chức mà đã quyết định rời khỏi chế độ để phản đối sự tàn sát, giết chóc đã diễn ra trên toàn quốc. Ông Hijab kêu gọi quân đội tự do đoàn kết chặt chẽ hơn, kêu gọi quân nhân Syria noi gương quân đội Tunisia và Ai Cập, giúp lật đổ chế độ độc tài Syria. Ông ta muốn nhắc cho mọi quân nhân Syria rằng, họ đã tuyên thệ khi cầm súng là để bảo vệ người dân Syria, chứ không phải dùng súng để bắn người dân. Ông Hijab cũng tuyên bố rằng, chế độ al-Assad hiện giờ chỉ còn kiểm soát được 30% lãnh thổ. Với những kinh nghiệm và chức vụ mà ông trải qua, ông ta có thể bảo đảm chế độ đang sụp đổ tài chính, kinh tế và tâm lý trong hàng ngũ quân đội cũng đang sụp đổ. Trong lúc quân đội al-Assad tập trung ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, dân quân đã kiểm soát vùng bộ tộc miền đông. Giao chiến hiện đang diễn ra tại thành phố Deir ez-Zor, là thủ phủ của khu vực tập trung mỏ dầu của Syria. Thưa quý vị, tình hình chiến trận ở Syria, tin tổng hợp. Video đưa lên Internet cho thấy cảnh chiến trận diễn ra tại thành phố Aleppo trong ngày hôm qua. Một video cho thấy dân quân trong vùng Bab al-Nas là một trong nhiều cổng đi tới khu thành cổ Aleppo, được coi là khu di sản thế giới của Liên Hiệp Quốc, đang thắng thế, quân đội al-Assad bị đánh bại, bỏ chạy. Video đưa lên các trang web xã hội trong sáng nay cho thấy thị trấn Rastan cách thành phố thủ đô Damascus về phía bắc khoảng 180 cây số đang bị pháo kích. Nhiều căn nhà đã biến thành đống gạch vụn. Một người dân địa phương nói, gia đình ông ta đang ngồi ăn bữa cơm, một chiếc trực thăng bay tới thả bom nhà ông ta, làm 6 người chết, trong đó có 2 người chị, 2 đứa con và 2 người đi qua đường. Người này nói thêm rằng, dù ông Basha phá hủy hết nhà cửa ở Rastan, nhưng chúng cũng sẽ lật đổ và bắt tên sát nhân này phải đền tội. Tình trạng nhân đạo ở Syria đang ở trong sự khủng hoảng chưa từng có. Chiến tranh đã mở rộng từ thủ đô tới thành phố thương mại Aleppo. Khoảng 2 triệu người ảnh hưởng bạo động, trên 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa bên trong lãnh thổ Syria. Thưa quý vị, một tin về sự chuẩn bị cho ngày lễ độc lập ở Ấn Độ. Tin từ Ấn Độ, an ninh được thắt chặt trước ngày độc lập tại Ấn Độ. An ninh được thắt chặt trên toàn Ấn Độ vào ngày hôm nay khi nước này đang chuẩn bị kỷ niệm ngày độc lập. Tại thành phố Srinagar ở tỉnh miền Bắc Jammu và tỉnh Kashmir của Ấn Độ, các quan chức an ninh cao cấp cho biết các trạm kiểm soát đã được dựng lên tại tất cả những địa điểm quan trọng trong thành phố.
Trong khi đó, cảnh sát trưởng cao cấp của thành phố Lucknow thuộc tỉnh miền Bắc Uttar Pradesh là AK Chaturvedi bảo đảm lễ độc lập sẽ diễn ra một cách hòa bình tại thủ đô New Delhi. Cảnh sát đã dựng lên các trạm kiểm soát bên ngoài những danh lam chính như Red Fort cùng các nơi thờ phượng tôn giáo. Các nhân viên an ninh cũng sử dụng chó chuyên nghiệp, xe cộ bị kiểm tra. Các vụ nổ gần đây tại thành phố Pune thuộc tỉnh miền Tây Maharashtra đã thúc đẩy các biện pháp an ninh được thực hiện để tránh các mối đe dọa của phiến quân trước ngày độc lập. Vào ngày 14 tháng 8 năm 1947, Anh Quốc đã phân chia đế chế Anh, Ấn Độ thành hai quốc gia có chủ quyền là Ấn Độ và Pakistan. Phần trung tâm của đế quốc với đa số là người Hindu đã trở thành Ấn Độ, trong khi khu vực đa số là người Hồi giáo ở vùng Tây Bắc như Tây Punjab, Baluchistan, tỉnh Sindh của Đông Bắc như Đông Bengal đã trở thành Pakistan. Phần trung tâm của đế quốc với đa số là người Hindu đã trở thành Ấn Độ, trong khi các khu vực đa số là người Hồi giáo ở vùng Tây Bắc như Tây Punjab, Baluchistan và tỉnh Sindh của vùng Đông Bắc như Đông Bengal đã trở thành Pakistan. Trước khi chuyển đến quý vị phần tin kinh tế thế giới, sau đây là bản tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa, hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 8 năm 2012. Kính thưa quý vị, chỉ số Dow Jones hôm nay tăng 2.71 điểm, đóng ở mức 13.172.14. Chỉ số Nasdaq giảm 5.54 điểm, đóng ở mức 3.016.98. Chỉ số S&P giảm 0.18 điểm, đóng ở mức 1.403.93. Giá dầu thô hôm nay là 93.43 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng đóng ở mức 1.599 Mỹ Kim một ounce và tỷ giá hối đoái 1 Mỹ Kim đổi được 20.905 Việt Nam đồng. Vừa rồi là phần tin thế giới. Ngọc Trâm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những phần tin lần sau. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành, hạnh phúc. Và quý vị đừng rời màn hình sau vài thông tin quảng cáo. Xuân Phương sẽ trở lại trong phần tin kinh tế thế giới.